Những câu chuyện sâu sắc, sống động này sẽ mang đến cho bạn những bài học giá trị. Một phụ nữ nông thôn đêm trước khi giết gà đã đến bên lồng gà và nói rằng: "Nhanh ăn đi, đây là bữa cuối cùng của mày rồi." Sáng hôm sau, thấy chú gà nằm gục dưới đất, bên cạnh là một bức thư viết: "Ta đã ăn gạo tẩm thuốc chuột rồi, các ngươi đừng hòng ăn thịt ta không dễ bị bắt nạt đâu." Nếu đối thủ biết quyết định của bạn, họ sẽ đưa ra được chọn lựa có lợi nhất cho mình. Vì thế, bảo mật thông tin là rất quan trọng. Câu chuyện 2. Một con sư tử già bị ốm đang ngáy ngủ trong hang. Những con vật ở quanh đó hay tin sư tử ốm nên chúng vào đó để thăm. Thỏ nghe được tin này cũng đến hỏi thăm. Vừa đến trước cửa hang, chỉ nghe thấy tiếng sư tử rên mỗi lúc một lớn, thật quá bi thương. Lúc này, thỏ ta định đi vào trong, bỗng nhiên vểnh tai nghe, rút lại bản chân để bước vào và đi đi lại lại ở ngoài hang. Sư tử già thấy thỏ không vào hang, lên tiếng hỏi: "Thỏ à, cậu đã đến rồi sao không vào đây vậy?" Thỏ trả lời: "Tôi chỉ thấy vết chân những con vật kia đi vào và không nhìn thấy vết chân chúng đi ra, vậy sao tôi dám vào chứ?" Mọi việc tiến thì dễ, thoái thì khó. Vì thế, bình thường nên tôi luyện bản thân cách quan sát, đề cao độ nhạy cảm với xã hội, tính toán kỹ rồi mới hành động, như thế mới không rơi vào cảnh thất bại. Nếu có hành vi vội vàng liều lĩnh, có khi lại đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Câu chuyện 3. Một thanh niên nam tử gặp một mỹ nữ có khí chất tại nơi phong thủy hữu tình. Chàng liền đi theo nàng một đoạn đường dài. Cuối cùng, mỹ nữ nọ tò mò quay lại hỏi: "Tại sao chàng cứ đi theo ta mãi vậy?" Chàng trai rất thành khẩn tỏ tình: "Vì nàng là người con gái đẹp và có khí chất nhất mà ta từng gặp, xin hãy nhận lời làm bạn gái ta." Mỹ nữ không suy nghĩ gì liền đáp: "Giờ chỉ cần chàng quay đầu lại sẽ nhìn thấy muội muội của ta, em ấy đẹp hơn ta gấp nhiều lần nữa." Chàng trai nghe vậy vội vàng quay đầu, nhưng chỉ thấy một cô gái nhan sắc bình thường mà ở đâu cũng có thể gặp được. "Tại sao nàng gạt ta?" chàng trai chất vấn mỹ nữ nọ. "Là chàng đang lừa dối ta mà, nếu chàng thực sự thích ta, há gì lại quay đầu lại nhìn?" Mỹ nữ bình thản đáp rồi nhanh chóng quay người bước đi. Khi có được thứ gì đó, mọi người thường không biết quý trọng, nhất là một điều đã quá trở nên quen thuộc. Tới lúc mất rồi thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Trân quý những người xung quanh, trân quý những điều bạn có, đó là trân quý sinh mệnh của chính mình. Câu chuyện 4. Người phụ nữ nông thôn nuôi được một chú lừa và một chú chó. Ban ngày nhờ lừa ra đồng cày ruộng, buổi tối nhờ chó canh giữ cửa nhà. Một đêm nọ, có trộm đột nhập và lấy đồ. Chó lười biếng không muốn cắn sủa. Lừa lo lắng nói với chó: "Nhà có trộm, anh nhanh sủa đi." Thế nhưng chó không thèm để ý, cứ thế ngủ tiếp. Lừa không còn cách nào khác, đành gầm lên thất thanh, mong bà chủ thức dậy bắt trộm. Quả nhiên, bà chủ cầm một cây gậy chạy ra, liên tục đánh lên thân lừa và mắng rằng: "Nửa đêm nửa hôm gầm gừ cái gì, định không để cho người khác ngủ à?" Từ đó, lừa tự dặn mình rằng làm tốt việc của mình là được rồi, không nên can thiệp chuyện của người khác. Bạn cảm thấy câu chuyện nào có ý nghĩa nhất? Hãy comment cảm nhận của bạn để cùng chia sẻ với mọi người nhé!